Kinh Đại Bảo Tích quyển 96. Hán dịch đời Đại Đường, Tăng Tại Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí, Pháp Hội 28, Trưởng Giả Dũng Mãnh Thọ. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, Khu Lâm Viên Kỳ Đà, Cô Độc, cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người cùng hội họp, đều là những bậc A-la-hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, được điều phục cao tột như con rồng lớn. Việc nên làm đã làm xong, bỏ những cái nặng xuống, đã được lợi mình. Hết kết sự các cõi, chánh trí giải thoát, tâm được tự tại, cao tột đáng được cúng dường. Mọi người đều biết, chỉ có Ngài A Nan còn ở tại bậc hữu học. Tên của các vị ấy là A Nhã Kiều Trần Như, Đại Ca Diếp, Đại Ca Chiên Diên, Đại Ca Tấp Ba, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Đại Kiếp Tân Na, Đại Câu Si La, Đại Phạm Phả, La Hồ La, Nang Đà, vân vân, đều là bậc thượng thủ. Lại có 500 đại Bồ Tát cùng hội họp đều được Tam Muội và Đại La Ni. Bây giờ trong thành Xá Vệ có trưởng giả tên Dũng Mãnh Thọ, giàu có nhiều của báu, kho đụng đầy tràn, những vàng bạc lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, mani, trân châu, voi, ngựa, bò, dê, kẻ hầu, người hạ, các loại buôn bán tất cả đều nhiều. Trưởng giả Dũng Mãnh Thọ cùng 500 trưởng giả cùng đến hội họp bàn bạc rằng: Này các vị, Phật xuất thế khó, được thân người khó, gặp Phật cũng khó, ở trong Phật Pháp như lòng tin xuất gia cũng khó, thành thánh tỳ kheo lại càng khó, đúng phép tu hành cũng khó, biết ơn báo ân, mang chút ân chẳng quên, người này khó có. Ở nơi Phật Pháp có thể sinh lòng tin ưa, người này khó được, tin ưa thành tựu việc này lại khó, trang nghiêm Phật Pháp việc này cũng khó. Giải thoát sinh tử càng khó gấp bội, chúng ta vì thanh văn thừa, mới chỉ Phật thừa mà cầu diệt độ, hay sẽ phát tâm tối thượng thừa, tối thượng Phật thừa. Mọi người đều xướng lên, chúng ta phải ở trong vô thượng Phật đạo mà chứng Niết Bàn. Chúng trưởng giả quyết định xong, cùng đến rừng cây Kỳ Đà đảnh lễ chân Phật, đi vòng quanh Phật ba vòng, rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn tuy biết nhưng cố ý hỏi: Các trưởng giả có duyên gì nên đến chỗ Phật? Trưởng giả Dũng Mãnh Thọ cùng 500 trưởng giả đứng dậy, bày hở với áo bên phải, gối bên phải quỳ sát đất chắp tay cung kính bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, chúng con cùng nhau tụ tập và hội nghị rằng Phật xuất thế khó, thân người khó được, cho đến giải thoát sinh tử càng khó gấp bội. Chúng ta đang ở trong hàng thanh văn thừa, bất chi Phật thừa, mà cầu diệt độ, sẽ phát tâm Phật thừa vô thượng. Chúng con đồng xướng lên rằng, chúng ta phải ở trong Phật đạo vô thượng mà chứng Niết Bàn. Do quyết nghị ấy mà chúng con đến chỗ Đức Như Lai, đặng chánh giác. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát chỉ cầu vô thượng Bồ Đề phải học thế nào, phải trụ thế nào, phải tu thế nào. Đức Phật dạy, lành thay, các ông phát tâm dũng mạnh hướng về vô thượng Bồ Đề, đến chỗ Phật phải lắng nghe kỹ, khéo nghĩ nhớ a lấy. Các đại Bồ Tát nên học, nên trụ, nên tu đúng như thế nào? Ta sẽ vì các ông mà giảng nói. Các trưởng giả vâng lời dạy lắng nghe. Đức Phật dạy, này các trưởng giả, Đại Bồ Tát ở trong vô thượng Bồ Đề mà có chí nguyện thù thắng phải đối với tất cả chúng sinh, thì phải khởi tâm đại bi, phải rộng tu hành, phải siêng năng huân tập. Vì thế nên Bồ Tát đối với thân thể, sinh mạng, tài sản, vợ con, kho tàng, nhà cửa, uống ăn, y phục, xe cộ, mền, nệm, hoa, hương, tất cả đồ dùng đều không được ái trước. Vì sao? Vì chúng sinh chấp trước nơi thân mà tạo nghiệp ác, do nghiệp ác mà đọa trong địa ngục. Đối với chúng sinh khởi tâm đại bi, thì chẳng chấp trước thân mạng, tài sản, và sẽ sinh vào đường lành. Đại Bồ Tát ở trong vô thượng Bồ Đề có chí nguyện thù thắng. Đối với chúng sinh khởi từ bi, rồi phải tu đại xả mà chẳng cầu báo. Người chẳng cầu báo phải an trụ nơi giới luật, ba giới thanh tịnh rồi, phải đủ nhẫn nhục, hay những các điều ác hại rồi, nên phát khởi tinh tấn, chẳng tiếc thân mạng, nên tu nhất tâm an trụ thiền định, nên tu trí tuệ thiện xả phương tiện, đối với ngã nhân chúng sinh thọ mạng, đều phải xả ly. Vì chúng sinh nên hành bố thí, thọ trì cấm giới, vì chúng sinh nên tu nhẫn nhục phát khởi tinh tấn, vì chúng sinh nên nhập thiền định tu tập trí tuệ phương tiện thiện xảo.
Bây giờ các trưởng giả bạch Phật, bạch Thế Tôn, đối với thân mạng và vợ con, tất cả tài vật lòng chúng con thường mến tiếc. Đại Bồ Tát quan sát thế nào đối với thân mạng tài sản có thể không tham? Đức Phật dạy: Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát có chí nguyện thù thắng trong vô thượng Bồ Đề, phải quan sát thân này có vô lượng sai lầm và tai họa. Các phi trần tích tập, sinh trụ dị diệt, niệm niệm dời đổi, chính lỗ bài tiết dơ bẩn như hang rắn độc, trong ấy vốn vô chủ, như xóm hoang vắng, rút rã phá hoại như ngói bình chưa nung, nước dơ đầy tràn như chậu phân giải, chứ những bất tịnh như hầm tiêu, chẳng đồng chạm đến được như nhọt dữ, tham ngon bị họa như món ăn lộn chất độc, chẳng biết ân đức như vị sinh oán, khi dối mọi người như ác tri thức, bị si ái hại như làm bạn khỉ vượng, dứt mạng trí tuệ như sát nhân, đoạt các pháp lành như trộm cướp, thường tìm dịp hại như oán thù, không có tâm từ, không có từ tâm như người hàng thịt, khó phục vụ và thân còn như kẻ bảo ác, như tên cấm vào thân, động tới thì đau, như nhà hư mục phải luôn sửa sang, như xe cũ hư khó dùng, như hộp rắn độc khó gần, như quán trọ chỗ họp của kẻ mệt khổ, như nhà cô độc không bị nhiếp thuộc, như lính ngục chuyên hại, như vô lo nước, như thành trì biên giới phải phòng sợ, như ác quốc nhiều tai họa, như chén bể có cầm, như thờ lửa không chán, như sóng nắng hư dối, như huyện hóa mê hoặc người, như lột cây chuối không loại cứng, như khối bọt nước chẳng nắm cầm được, như bong bóng nước mâu sinh, mâu diệt, như cây bên bờ sông lâm nguy lay động, như dòng sông chảy xiết và đều chảy vào biển chết. Bồ Tát lại quan sát thân này, nhân duyên trước sau của nó, ban đầu do dục ái hòa hợp mà sinh, vì nuôi lớn nên nuốt đồ ăn, vào đến sinh tạng làm đàm ấm tiêu hóa, kế vào đến huỳnh tạng lúc sắp chứa thì biến làm chất chua, kế vào đến phong tạng do phong lực chia ra nước và cặn bã lưu hành, riêng thành đại tiện, tiểu tiện. Nước biến ra máu, máu biến thành thịt, trong thịt sinh mỡ, nơi mỡ sinh xương, trong xương sinh tủy, nhân duyên của thân thể trước sau đều bất tịnh như vậy. Khi quan sát như trên, Bồ Tát lại suy nghĩ, thân này của Bồ Tát là do 160 khối xương ráp thành, như nhà mục hư, các lóng đốt, chi trì, dùng 4 lưới mạch giăng bủa với giáp vòng, 500 phần thịt như bùn tô trét, 6 mạch cột nhau, 500 gân ràng rịch, 700 mạch nhỏ dùng làm lạc bệnh, 16 mạch to đang kết liền nhau, có 2 sợi dây thịt dài 3 tầm rưỡi vấn gút nơi trong, 16 trường vị vây quanh sinh tạng tục tạng, 25 mạch hơi như kẻ sông, 107 cửa huyệt như bình bể nát, 8 vạn lỗ lông như cỏ loạn trùm, 5 căn 7 khiếu đầy tràn chất nhơ, 3 lớp da gói ghém, lục vị nuôi lớn như thợ lửa, nuốt thâu chẳng chán. Thân thể như vậy, tất cả hôi nhơ bẩn, tánh chất thối rã, nói như vậy thì có ai cần ái trọng mà sinh kiêu mạn. Cho nên quan sát nó như giữ cái bình, như nhìn chiếc xe, nuôi dưỡng nó để được đến Bồ Đề. Đức Thế Tôn liền nói kể rằng, thân này là chậu bẩn, dường như bình đựng phân, phàm phu không trí tuệ, cậy sát sinh kiêu mạn. Trong mũi hằng chảy mũi, hơi miệng luôn hôi hám, mắt ghen thân đầy trùng, ai lại tưởng khởi sạch, như người cầm hòn than, mài dũa muốn trắng bóng, dù mài đến mòn hết, thể sắc than không đổi. Dù muốn thân mình sạch rồi hết cả nước sông, thân hoàn toàn chẳng sạch vì thể chất vốn bẩn. Này các thiện nam, nếu Bồ Tát phát chí nguyện thù thắng hướng đến vô thượng Bồ Đề, tôi đang quan sát thân thể này gồm có 44 thứ. Những gì gọi là 44 thứ? Một, thân này đáng chán vì tánh không hòa hợp vậy. Hai, thân này hôi hám vì máu mủ thường chảy. Ba, thân này chẳng bền vì đốt ráo bài hoài vậy. Bốn, thân này yếu đuối vì
chi tiết níu giữ nhau. 5. Thân này chẳng sạch vì chất do giấy đầy tràn. 6. Thân này như ảo thuật vì chứa các phàm phu. 7. Thân này như miệng nhọt vì chính lỗ thường chảy. 8. Thân này lửa cháy vì lửa dục hừng thịnh. 9. Thân này là lửa vì lửa giận mạnh. 10. Thân này cháy khắp vì lửa si cháy khắp. 11. Thân này tối tâm vì tham sân si. 12. Thân này xa lưới vì bị lưới ái bao trùm. 13. Thân này là khối ung nhọt vì đầy ung nhọt. 14. Thân này chẳng an vì 404 bệnh. 15. Thân này là chỗ ở của côn trùng vì 8 vạn hộ trùng. 16. Thân này vô thường vì cuối cùng phải chết. 17. Thân này ngoan si vì không rõ các pháp vậy. 18. Thân này như đồ sành vì sinh trụ hoại. 19. Thân này bị bức bách vì nhiều lo sầu. 20. Thân này không được cứu hộ vì chắc hoại diệt. 21. Thân này rất hiểm ác vì gian xảo có biết. 22. Thân này như hố không đáy vì tham muốn không chán. 23. Thân này như lửa nhận củi vì tham sắc chẳng nhàm chán. 24. Thân này không nhàm đủ vì tham thọ năm dục. 25. Thân này như bị đập đánh vì bị tổn hại. 26. Thân này bất định vì thành suy tăng giảm. 27. Thân này chuyển theo tâm vì chẳng tránh tư duy. 28. Thân này chẳng biết ơn vì hẳn đem bỏ gò má. 29. Thân này bị kẻ khác ăn vì chồn sói kiến mối ăn. 30. Thân này như bộ máy vì gân xương chi trì. 31. Thân này chẳng đáng nhìn vì máu mủ phân nhơ. 32. Thân này chẳng tự do vì phải nương uống ăn. 33. Thân này hư vọng gói cột vì hoàn toàn hư hoại. 34. Thân này bản ác vì nhiều nghịch hại. 35. Thân này kẻ giết hại vì nó tự tàn hại. 36. Thân này đồ khổ họa vì nhiều khổ bức bách. 37. Thân này khối khổ vì năm uẩn sinh. 38. Thân này không có chủ vì các duyên sinh. 39. Thân này không có mạng vì rời lìa tướng nam nữ. 40. Thân này rỗng không vì phải quán uẩn giới xứ. 41. Thân này hư vọng vì như chim bao. 42. Thân này chẳng thật vì như huyễn hóa. 43. Thân này huyễn hoặc vì như bóng chớp. 44. Thân này khi dối vì như bóng tượng trong gương. Đây là 44 thứ mà Bồ Tát nên quán xét như thế. Đối với những vật sở hữu như thân mạng, ái dục, chấp trước, vợ con, nhà cửa, ăn uống, y phục, xe cộ, hương hoa, tất cả vật dụng ưa thích, Bồ Tát đều lìa chán, không còn ái luyến. Mau thành tựu sáu pháp Ba La Mật Đa, sớm được vô thượng Bồ Đề. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kể rằng, được thân người rất tối rất là khó, chớ vì thân này tạo nghiệp ác, rốt lại gò hoang nuôi chồn sói, chớ vì ác kiến sinh tham ái, phàm phu ma hoặc vì cuồng si, do ái thân này tạo ác nghiệp, thân này cũng lại chẳng biết ơn, ngày đêm chỉ thêm duyên khổ họa, cơ quan động chuyển từ mỏ nhọc, mỗi giải tiện lợi hằng tràn đầy, đói khát nóng rét luôn bất ngạt, người trí nào mà lại thương thân. Thân này không nhàm như hố sâu, luôn hay nuôi lớn những oán hại, do nơi thân này thường làm ác, phải thọ quả báo vô lượng kiếp, nên nhớ dạy chết siêng tu phước, chánh tín được sinh trong Phật Pháp, uống ăn y phục các hương thoa, dưỡng nuôi thân này đã từ lâu, ai hay nắm giữ cho chẳng hoại, phải biết vô ích chớ đam mê. Đức Phật Như Lai rất khó gặp, trong vô lượng kiếp một lần hiện, đối với Phật Pháp nên tin sâu, ác đạo đáng sợ chớ theo nó, dù cho sống lâu ngàn ức năm, còn sợ vô thường sinh lòng chán, huống là giây lát chẳng bảo đảm, phải bị trầm luân trong ác đạo, hoặc có ác hữu đến khuyên bảo, thân người có được nay đã được. Cầu nhiều của báu hưởng dục lạc, kịp thỏa khỏe mạnh, vui chơi thỏa. Có ai cầu của mà sung sướng, dù được giữ gìn vẫn khổ nhọc, người ngu như vậy luống vọng ngôn. Thế nên người trí phải quan sát, tài vật như huyễn cũng như mộng, chúng sinh ngu si bị phỉnh lầm, trong sát na được
sát na mất. Đâu có người trí lại mến luyến. Như nhà ảo thuật hóa việc ảo, thành càng thất bà nhiều hình sắc. Của báu cũng vậy gạt phàm phu, ở trong hư vọng nào có thật. Dù nhiều khổ não cầu tài lợi, nước lửa vua hoặc thường xâm đoạt, do đây hay làm nhân chuyên khổ, đâu có người trí sinh mến luyến. Có những kẻ thường hoài tham ái, chạy theo tài lợi không biết chán, đối với cha mẹ không từ tâm, cho đến thân thuộc sinh oán hại, lời nói tuần hành lòng sâu độc, gây tạo nhiều nghiệp duyên khi dối, hoặc học tà luận tà chú thuật, dối khoe tài nghệ như dâm nữ. Hoặc lại xiểm cuốn hiện nhu hòa, hoặc lại kiên cường hiện oai mãnh, vô lượng ác nghiệp nhiều như vậy, không gì chẳng có, chẳng do tài lợi sinh. San hô và ngọc châu mani, vật ấy xưa nay như bọt bóng, chẳng biết được nó như ảo hóa. Vì vật hư giả đọa ba đường, thời kỳ giai lạc Phật xuất thế, bộ xứ thành Phật Nô Thích Ca, có nước vàng rộng lót mặt đất. Những thứ ấy do từ đâu đến, kiếp tận thế gian bị tiêu hoại, tu di sông biển khô cháy hết, cơ cánh hư mất, hoàng hư không. Những của báu này đi về đâu, gây tạo nghiệp ác cầu tài vật, nuôi nấng vợ con cho đàn vui. Đến lúc lâm chung khổ bất thân, hoặc vợ hoặc con không cứu được, ở trong ba đường đáng sợ kia, chẳng thấy vợ con cùng thân thuộc. Ngôi xe của báu thuộc người khác, thọ khổ có ai chia sớt được. Cha mẹ, anh em cùng vợ con, bạn bè nô bọc và của cải, chết đi không một ai cùng kề, cho có ác nghiệp thường theo sát. Người trí trọn chẳng vì thân ái, mà tạo nghiệp ác đọa a tỳ. Chỉ khi hết nghiệp mới thoát khỏi, thân thuộc không ai thay thế được. Diêm La sứ giả chỉ khảo nghiệp, chẳng hỏi thân quyến và bằng hữu. Ngươi được thân người chẳng bỏ ác, khổ sở nên phải cam nhận chịu. Diêm La thường bảo, người tội ấy, ta không gia tội cho ngươi được. Ngươi tự tạo tội, nay tự đến, nghiệp báo tự chiêu không ai thế. Cha mẹ và con không cứu được, cho nên xuyên tu nhân xuất thế. Thế nên phải bỏ nghiệp xích xiềng, khéo biết xa lìa cầu an lạc. Với vợ con, nhà nên biết sợ. Hàng nương Phật giáo chánh tu hành, tại gia phần thạnh là gốc cổ, dường như lò lửa rất đáng sợ. Thân tâm đóng bức bị đốt cháy, đâu có người trí sinh tâm ái. Ưa thích tu hành các Phật Pháp, không hề danh cầu là khoái lạc. Phàm phu ngu tối chẳng biết hay, nhà là gốc khổ lại tham ái. Nơi khổ da xương gân thịt kia, mê lòng vọng tưởng là chồng vợ. Chẳng biết thân thể như ảo hóa, phàm phu ngu tối sinh tham ái. Người trí biết thân là lỗi họa, dục lạc trong đời đều vứt bỏ. Cầu Pháp phải như cầu lương dược, phải mau khó bỏ lìa dây tại gia. Khi nghe Pháp xong, năm trăm trưởng giả được vô sinh nhẫn, vui mừng hớn hở nói kể rằng, mừng thay được lợi lớn, tối thượng trong lợi ích, chúng tôi đối Phật Pháp đều sinh lòng vui thích, phát hướng Đại Bồ Đề, lợi lạc cho chúng sinh, Pháp lành dùng nuôi mạng, giác tuệ tự an tâm, thương xót các chúng sinh. Nguyện sẽ thành Phật Đạo, chúng tôi đều đã phát tâm Bồ Đề vô thượng, thân vàng tướng trang nghiêm, chiếu sáng khắp thế giới. Người thích tâm Bồ Đề sẽ được thân Như Lai, tâm Bồ Đề đại tâm, tối thượng trong các tâm, giải thoát mọi trói buộc, đầy đủ các công đức. Các chúng sinh ít phước, nơi đây không ưa thích, chẳng nhìn khổ sinh tử, chẳng thích tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề công đức, nếu có sắc phương phần, rộng khắp cả hư không, không gì dung chứa được, trong cõi nước chư Phật, nhiều như các sông Hằng, giả sử trải trân báu, dùng cúng dường chư Phật, có người hay chắp tay, hồi hướng tâm Bồ Đề, phước đây hơn phước trên, chẳng thế suy tính được. Nào riêng phước cúng dường, phước khác cũng như vậy, tâm Bồ Đề như vậy, đấng tối thắng tuyên nói, tâm Bồ Đề tối thắng như thuốc E và Đà. Trừ được tất cả bệnh, cho tất cả an vui, tôi thấy các chúng sinh bị ba độc nhiệt não, bậc trí vô lượng kiếp, cần khổ thường tu tập, như y vương chủng mãnh, đầy đủ hạnh Bồ Đề, cứ vớt chúng sinh khổ, ly hẳn các ưu não. Tất cả chỗ thọ sinh
trọn chẳng bỏ tâm này, xin tu các hạnh nguyện, dùng mảnh cầu Phật Pháp, chúng tôi được lợi lành, chúng tôi lòng vui tích, nên gặp Phật Thích Ca sẽ được thân Như Lai. Bây giờ Đức Thế Tôn liền mỉm cười, từ diện môn của Phật phóng ra những thứ tia sáng xanh vàng, đỏ trắng, hồng tía, trong suốt như pha lê chiếu đến vô lượng cho biên thế giới, cho đến trời phạm thế, oai quang của mặt trời và mặt trăng đều bị ẩn khuất, rồi những ánh sáng ấy trở về, nhiễu quanh ba vòng, rồi nhập đảnh Phật. Tôn giả A Nan đứng dậy để bày vai áo bên phải, quá phải quỳ sát đất chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, có nhân duyên gì mà Đức Phật mỉm cười? Tôn giả liền ở trước Phật nói cả rằng, chư Phật là đạo sư tối thượng, chẳng không duyên có hiện mỉm cười, đấng thương xót lợi ích thế gian, xin nói nhân duyên của sự ấy. Chúng sinh nghèo thiếu không pháp tài, nên ban nói, thưa lớn tối thượng, hay làm mắt sáng cho thế gian, xin nói nhân duyên Phật cười mỉm. Đức Phật dạy này A Nan, ông có thấy 500 trượng giả nơi ở trước Phật phát tâm vô thượng Bồ Đề chăng? Bạch Thế Tôn, vâng, con đã thấy. Này A Nan, 500 trượng giả này thuở xưa đã ở nơi trăm ngàn ức nơi do tha chư Phật thừa sự cúng dường trong các căn lành. Nay nghe ta nói pháp đều được vô sinh nhẫn, các trượng giả này về sau chẳng còn sinh ác đạo, thường thọ khoái lạc trong trời người. Đời sau ở chùa Phật Như Lạc, các trượng giả này thân cận cúng dường cung kính tôn trọng tán thán với tất cả chư Phật trong hiền kiếp. Cũng như vậy, ở chỗ chư Phật nghe chánh pháp thọ trì đọc tụng vì người mà giảng nói, quá 25 kiếp các trượng giả này sẽ ở trong các cõi nước của Phật thành vô thượng Bồ Đề, đều đồng một danh hiệu Thắng Liên Hoa Tạng Như Lai, ứng cúng đặng chánh giác. Tôn giả A Nan bạch Phật, hy hữu thay Thế Tôn, hy hữu thay thiện thệ, nên đặt tên pháp môn quảng đại này là gì? Chúng con phải thọ trì thế nào? Đức Phật dạy này A Nan, pháp môn này tên là Du Già Sư Địa, cũng gọi là Dũng Mãnh Thọ Trưởng Giả Sơ Vấn. Ông nên thọ trì. Đức Phật nói kinh này rồi, Tôn giả A Nan và các tỳ kheo, 500 trưởng giả, các chúng Bồ Tát, người Atula, nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng, tính thọ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kinh Đại Bảo Tích, pháp hội Dũng Mãnh Bồ Tát. Trưởng giả Dũng Mãnh Thọ, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả, đại từ bà chúng sanh để trọn thành Phật đạo.